Giới thiệu với các bạn, đây là quán Duyên Bồ Đề, đóng nằm tại cái vị trí của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Và trưa nay hai bố con có duyên ghé cái quán này và thưởng thức cái món ăn của quán ha. Thì đây là một cái buổi trưa nay đấy, thì hai bố con sử dụng một món ăn nhẹ thôi. Đây là cái món nem rán này, nem rán chay ha, đây là đồ chay. Và đây là cơm cuốn hoàng kinh. Thì cái món ăn này thấy là cũng khá là mắt ha, khá là lạ mắt. Rồi bây giờ mời các bạn chúng ta quan sát qua cái không gian của quán. Thì không gian quán này thì người ta decor cũng khá là sinh động, khá là đẹp, nhẹ nhàng. Decor nhẹ nhàng. Ở phía sau thì cũng có một cái trống đồng bằng coi như là bằng đồng đó. Đấy, để có khá nhẹ nhàng. Ở phía ngoài bên kia thì có mấy cái đó, có những chiếc nón, chiếc nón dễ thương đây các bạn. Đó là phía dưới, ở tầng dưới đây. Cái mảng sau là những cái phía dưới này thì có cái bức phù điêu và những cái bông sen cũng khá là đẹp mắt. Rồi. Ăn đi ăn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng dùng bữa cùng hai ba con ha. Hai ba con. Thì đây là cái món cơm hoàng kim. Thì cái này ấy, thì người ta lấy giống như là cái sushi ở phía ngoài đấy. Ở phía ngoài thì có một cái lớp bột. Bột chiên để thử coi mùi vị thế nào ha. Thì phía ngoài á, thì khi ăn vào thì nó một cái lớp bột khá là giòn. Sau đó thì nó có cái vị của cái rong biển, và sau đó là cơm phía trong á thì có thêm nào là dưa này, rồi một ít trứng, rồi cà rốt và là dưa leo. Nên thì nghe nó hòa quyện với nhau trong miệng thì cũng rất là thú vị. Cái quả thực là từ hôm mà xuống Đồng Hới á đến nay thì hai ba con kiếm cái quán cơm chay cũng rất là khá là vất vả, bởi vì ở Đồng Hới ấy, thì cái số quán cơm chay nó chỉ có đúng là nhất là một quán thôi. Và cái quán này đúng là cái như lúc nãy tôi nói đó, là quán Bồ Đề, nằm ở cái khu vực chợ Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thì các bạn nào mà đến với Đồng Hới mà có các bạn ăn chay đấy ha. Mà tôi thì là 42 thanh niên Đồng Hới Quảng Bình. Tôi thì ăn chay trường thì đến nay cũng đã được 2 năm rồi. Đấy. Thì khi đến với Đồng Hới thì mấy hôm trước ấy thì cũng chưa biết đến cái quán này. Thành ra là ăn cơm thì chỉ có đi mua cơm với là mua một chai xì dầu nữa là chan vào là ăn thôi. Đấy. Thì hôm nay cũng rất là may, rất là vui khi mà biết được cái địa chỉ này. Thì cũng nhờ qua một số người bạn giới thiệu đến. Thì cái quán này thì người ta bán là sau 9 giờ, sau 9 giờ sáng. Thì có nghĩa là người ta bán chỉ có buổi trưa và buổi chiều thôi. Thế còn buổi sáng thì người ta không có bán. Bởi vì cái người dân Quảng Bình ấy, thì đa phần là ăn mặn. Đấy. Và người ta chỉ có ăn một tháng thì người ta ăn mấy ngày thôi. Và cái chùa
ở Đồng Hới đấy thì cũng chỉ có duy nhất là một cái chùa, nó cũng nằm ở đâu lân quân đây. Đây là chùa. Đấy. Còn ngoài về các huyện ấy thì cũng rất là ít. Ở Lệ Thủy thì cũng có một cái chùa gọi là chùa, hình như là chùa Hoàng Phúc, nó đóng ở cái khu vực ở trên chợ Tréo. Rồi, từ đây bây giờ mình ăn xong cái món này, xong rồi mình sẽ ăn qua cái thưởng thức và cái nem nem rán xem như thế nào ha. Trước khi mà ăn qua nem rán thì mình uống một miếng nước để cho nó nó phật cái khoang miệng ấy, để qua cái nếm cái vị của cái món nem rán này nó xem như thế nào ha. Rồi. Thì đối với cái nem rán ấy thì đây sẽ đến gần cho để các bạn nhìn thấy ha. Đây cái món nem rán thì nó đây, ăn kèm với đây là cái này là gì à, cái là tiết tô đúng rồi, và xà lách, rồi một ít đồ gỏi đây. Rồi. Và ở đây là có rau này là gọi là rau thơm, ở Quảng Bình gọi là rau thơm, trong miền Nam thì gọi là rau quế ha, rau quế. Đây thì bây giờ để thử xem cái món này chắc nó cũng trẻ giòn, và có cái nước chấm này á thì nó cũng nhìn vào nó khá là sền sệt, có thể là có mắm đó là có tỏi, ít tỏi ha, để thử coi cái món này như thế nào ha. Để các bạn giới thiệu, để các bạn có dịp tới với Đồng Hới Quảng Bình ha, thì các bạn sẽ ghé cái thưởng thức cái món chay ở cái quán Bồ Đề này. Đúng là rất là giòn. Mình khi mà đưa vào trong khoang miệng mình cắn một cái thì nó giòn rúng, ngay tiếng giòn lắm. Ở phía trong ấy thì có lẽ là có thêm ở đây á. Thì chắc chắn là có coi như là cái mì, không phải mì, cái này có thể là bún, đúng rồi, bún khô á, người ta ngâm đây á, rồi cũng là rau củ thôi, phải có thêm là nấm mộc nhĩ nữa. Và khi ăn cái này á thì chúng ta kèm thêm cái rau này, tiết tô này, rồi một ít cái rau gọi là rau thơm bảo vệ chấm vào ăn kèm thêm để cái mùi vị nó hòa quyện lại với nhau trong miệng con miệng rất là thú vị. Cũng là lần đầu tiên mình đến với thành phố Đồng Hới mà có được cái món này. Còn trước đây thì bởi vì chưa biết đến cái món này thì nói là hôm nay cũng nhân dịp biết đến thì cũng nên là giới thiệu với các bạn ha, để các bạn nào mà có dịp đến với Quảng Bình thì sẽ đến với cái quán này. Thôi cuối cùng mình hai ba con xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại.